cái này thôi. Em phải đứng dịch, em phải quay theo đúng chiều tay của chị. Còn nó quay bên kia, em xăm bên kia. Đứng đây. Đấy, em quay theo đúng chiều ngón tay của mình. Xa đấy. Luôn là đẹp rồi. Quay ngang máy ra. Hello, hello, hello. Hello, hello. Không, cái này nó không ấy được à? Có mà. Đi được. Chị vuốt dọc đi cho nó được. Vuốt đi. Đấy. Cảm giác nó tối. Bóng đi, Hải ơi. Và thưa chị bóng kia. Có cái mà. Trên cùng đi. Trên cùng bên phải. Đấy, đấy. Ừ. Mà đằng này nắm một đồ đen đấy cơ. Nó đổ một ít anh em. Ít anh em. Trên bá của nó vẫn còn gọn. Hà có đợi tí nhá Hà nhá. Đã muộn cho muộn luôn thể. Hà nhỉ? Thế ở bao giờ nó sang bên kia tỉnh thì không biết nó có về đây nữa không? Đợi thôi chị. Mai chị hết cách đi chưa? Có biết nét hơn chưa? Em nhẹ đi tắt rồi. Rồi. Đi đi. Ô, đúng rồi, lâu lắm mình mới livestream. Ai nói chuyện đi cho đỡ buồn nhé. Có ai comment gì không? Có khán giả? Có ạ. Nhiều lắm khác. Nhiều không kia? Cái gì nhiều à? Có nhiều khán giả không? Bạn ơi. Nhưng mà mất công nghiệp vào cái hôm nay chị em được nhỉ? Em biết đấy là... Tại vì... Không phải ngày xưa là còn hay like. Bây giờ chị có hay like trước đâu. Lâu lắm rồi chị có like đâu. Từ trước hôm em mới đến đây nhìn người xem. Cái mà ra tiền thì có phải tốt không nhỉ? Rồi, nói ngủ nhà em ai đi.
Hải vào xem nào, chị ok không Hải? Xong Hải đọc comment. Có comment không? Có à. Sao mày không ý kiến gì? Ôi dồi, em mà đứng hết hơi. Em đang đứng hình ấy. Đang đứng hình à? Hải đọc đóng xem rồi. Hải cũng Hải bên đọc comment. Mày mà có cái giường tự em không? Cái con Ben này. Nên em bị chóng mặt ấy. Thế à? Thế tí sẽ bảo Huy nhá. Gì? Chữa nhá. Úi dồi ôi, dùng bị hết màn hình rồi. Con bé này. Kìa, nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc. Ô Hải, đọc comment đi Hải. Không có mấy cái ạ. Người đây bảo xem thích thôi. À, không có cái gì đặc sắc nữa. Không, không ai được lấy thích tăng. Hả? Với tự hương, không ai được lấy thích tăng. Ừ. Với tự hương. Ừ. Chào Hương nhá. Vẫn lấy thích tay mà hôm nay dở trứng nên vứt khách đấy. Quay Hương ạ. À, quay live stream. Khách đứng đọc live stream hộ. Ờ, khách đứng đọc live stream hộ luôn. Giá dựa ông người ta. Em ra dựa đâu? Có con bé dựa vào tay tao nữa cơ. Đấy. Người này giống y của cái bé ở dưới Kim Sơn nhỉ? Trong này xem trong tròn. Ôi dồi, tâm bấm ti bấm ẩm má. Chuyện nhầm nát. À, hello, chào anh, chào Đức Tâm nhá. Tâm đen. À, tâm đen. Tâm đen à? Tâm đen chính hiệu. Đau bình thường đau nó không đau như em đâu. Đỗ Phương Anh, cô chăm nai đi, thích xem lắm. Đỗ Phương Anh. À. Hello người mẫu Quảng Ninh nhá. Ai cái gì nhỉ? Next top model Quảng Ninh. Cô lắm lúc muốn chăm like nhưng mà không có người làm. Cho nhỏ một chút thì đó, mình bình thường có chắc do mạng của họ đấy. Ai bình luận? Chắc do mạng của Phương Anh thôi. Ok.
Nghe nước chảy nhà mình ở trên tầng xuống. Anh Tâm này làm loạn hết cả màn hình. Anh lại bắt chào anh ấy. À, bắt chào lại rồi. Bảo gì? Bảo là chào lại đi. Hãy chào anh đi. Mọi người thích xem thì like và share bài viết nhé. Để nhận được nhiều clip hay nha. Úi dồi ôi. Anh ấy đang cấu ấy. À vâng, chào Xu Hào Bắp Cải. Chào Tâm Đen. Anh hét tướng lên, sợ anh ấy quá. Vậy, xong cái này, mình làm cái thứ hai lên.